một kẹp vịt tiết. Anh có biết điều đặc biệt của cái kẹp vịt này là gì không? Là cái gì? Ý mọi người, ở đây là mình thấy một bạn đang cầm cái gì kìa. Ủa này dắt chó đi dạo. Ở đây là mọi người thấy gì không? Hãy chạm vào màn hình. Bây giờ là mình chạm vào một cái là chúng ta sẽ có tuyết rơi á mọi người. Đấy, trời ơi, vừa mới cập nhật xong. Hiện tại là 4 giờ nha mọi người. Cập nhật xong là 4 giờ. Hồi hộp với mọi người ơi, có cái gì đấy? Từ từ, bảng điểm danh. Ở đây là mình thấy là 21 ngày luôn mọi người. Cái bộ đồ gì nè? Bộ đồ người tuyết GT. Bây giờ mình sẽ tắt rồi nó sẽ hiện lên nè. 2, 3, X. Trời ơi, mấy bạn vô đông vậy. Ui con chó này, ui nị Nam Cung. Mọi người ơi, giống chó lớn nhất để tìm tới đảo Kaya rồi nè. Cuộc sống của thú cưng bên cạnh cũng có rất nhiều thay đổi. Rồi ra cửa hàng thú cưng cũng đã được đổi mới và đang chờ bạn tới. Rồi bạn bye bye mình luôn rồi. Unni đâu Unni, tin lấy anh Unni ơi. Đây Unni, đây Unni qua liền. Đây nè. Ủa Unni nè, ở đây có số tiết nè Unni. Đứng im. Đâu đứng im. Hột gì cũng hột. Ở đây là có một cái NPC mới nha. Hãy tham quan thiên đường thú cưng đi Unni ơi. Đi tham quan lẹ lên. Wow, vậy là cái shop biết của chúng ta bây giờ đã thành một cái cửa hàng thật là lớn rồi. Đi vô thử Unni ơi, đi. Anh khoan. Anh đi vô luôn rồi. Tôi đang ngóng chờ cái này nhất nè mọi người. Trời ơi. Ui, hình như đây là cái nhà đảo bầu trời đúng không? Nó mới qua mọi người. Thiên đường thú cưng đang chờ bạn. Cái cửa hàng này là cái cửa hàng mới á, nên là chỗ ta sẽ là không khách. Ngày mai hoặc là ngày mốt gì á là nó sẽ hiện lên lại. Ui, mình vô được mấy chỗ này luôn nè. Nè, mấy cái nhà nhỏ xíu. Mấy cái, ui, nhà mini nè mọi người. Ý, đây là nhà 7K nè Uni. Wow. Còn đây là nhà 9K. Đây là nhà rừng rẫm. Đây là nhà gì? Nhà mới à? Đâu, hình như là cái nhà này là nhà 21K mà. Không phải đâu. Nhà 21K là nó có cái gì ở đây nè. Không phải. Đây là đảo bầu trời nè Uni. Còn nhà 700 kim cương đâu? Ý, nhà mới. Ủa vậy là sắp tới là có nhà mới nè. Yay. Wow, để xem kim cương thôi. Rồi bây giờ mình về phía bên đây đi ha. Cái này là chỗ trưng bày những cái gọi là gì ta? Những cái đồ cho bé. Đồ cháu bự dễ sợ luôn kìa. Mình đi vô đây được không? Không. Ui con này to vậy? Nó to hơn Uni luôn á. Đây là chỗ cái đi lên đi xuống này Uni. Cái này là chỗ cho bé mà sao anh chơi của nó vậy? Thì vô chơi thử trời. Rồi phía bên đây là cái gì đấy? Wow, con bé đi học. Gì con bé đi học? Gì bao dữ trời. Ở đây có trứng này Uni. Trứng gâu gâu. Ủa sao có 36 kim cương vậy? Thì nó 36 kim cương mà. Nhưng mà 36 kim cương, nhưng mà ở trong kia có những cái con bít mới kìa. Tưởng đâu là năm mát không chứ, ai ngờ có 36 kim cương không mọi người. Nhưng mà cái này là phải mở nhân phẩm nha. Thì hiện tại là mình đã tham quan trong cửa hàng bít rồi nha. Bây giờ là mình sẽ đi xem những cái khác. Dễ chết chứ trời ơi. Ủa mọi người thấy gì không? Mình thấy gì không? Trời ơi. Ê, cái đu quay hình như nó cũng thay đổi luôn anh này. Nó có thêm mấy cái vòng kính. Cái gì ấy? Ủa cái này là cái phương tiện à? Cái này ở đâu ra vậy? Kinh khí cầu nè mọi người. Ôi, chiếc xe. Từ đâu ra vậy ta? Ôi, dây cát này em thấy không? Em thấy con chó không? Thấy. Ông này, ông đang chở này em thấy đúng không? Thấy. Ôi, xịn chi trời. À, đặc biệt lần này là các trường học của chúng ta rất là lung linh. Wow, chắc buổi tối nó sẽ có đèn á anh. Vậy lát nữa mình chờ tới tối nha. Wow, ủa nhưng mà sao chưa thấy tuyết rơi? Chắc là chưa đến. Hay là chưa tới. Hiện tại là mới thấy tuyết thôi nha mọi người, nhưng mà chưa thấy tuyết rơi luôn. Nhưng mà nó đẹp quá à. Quá xịn luôn. Chun chun ở ngoài biển có cái gì kìa? Vậy? Đó ở ngoài biển. Có một điểm anh thấy hơi tuyết nha, là cái khinh khí cầu của này nó không có thay đổi. Khinh khí cầu à? Thường thường là khinh khí cầu có khi nó thay đổi nhưng mà lần này không nha. Bono cũng có luôn kìa. Em lên em phủ đầu con Aregume kìa, nó dính tuyết không à kìa. Hồi nãy là Uni kêu ngoài biển có cái gì? Đó ở ngoài biển kìa anh thấy hả? Nè. Đó, nguyên cái vòng luôn. Cái này à? Đúng. Ủa là cái này thôi à? Đúng. À là vậy á. Bây giờ còn chỗ nào không ta? Còn không biết nữa. Cái bản cập nhật tiếng lần này á, nếu mà mình vô khu camping thì bình thường, quét khu nhà cũng bình thường, khu trung tâm cũng bình thường luôn. Bây giờ là mình sẽ qua khu nghỉ dưỡng. Đi khu này. Ok. Anh rất là tò mò bên khu nghỉ dưỡng này nó sẽ tuyết như thế nào luôn á. Tại vì bình thường khu nghỉ dưỡng nó không có mưa giống như bên mấy bên này đúng không? Đúng rồi. Đi thôi. Thôi em ơi. Hả? Đi về lại đi, không có. Ủa? Nó không thay đổi gì luôn. Gì kì vậy? Nó không thay đổi gì luôn mọi người. Khu nghỉ dưỡng vẫn là một cái khu gì đó nha. Không có tuyết, không có mưa. Nói chung mày nó cứ bình bình như vậy nè. Dịu vậy. Bị bỏ rơi. Khu nghỉ dưỡng bị bỏ rơi rồi. Thì sáng thì hôm nay là mình sẽ vô cửa hàng mình xem thử là có hộp bắp thăm gì mới không nha. Ê, ủa anh này, còn cái trứng bít ở trong cái cửa hàng là sao nữa? À, cái trứng này hình như là kiểu như mình sẽ mở ra 100% tùy loại thôi, nhưng mà chắc là sẽ ra, hiểu không? Có chiếc xe chở cuốn đi dạo nữa nè. Như chiếc xe ra chở người được không? Chắc là được. Ủa này ơi, anh thấy cái gói mùa đông vui vẻ này là cái gói gì hả? Cái gói này là có mấy cái đồ chơi mà mình tương tác được á. Tương tác được luôn à? Ừ, em muốn xem không? Không, anh cũng mua luôn rồi. Anh nói gì thôi chứ mua rồi nha. Bây giờ là mình sẽ review cho mấy bạn xem thử luôn. À, đây là những cái phần quà bảo kê này, bây giờ mình sẽ nhận luôn đi ha. Rồi mình sẽ nhận cái gói đó mình review cho mấy bạn xem.
Ui, anh nhận được là một cái mũ tần lộc. Wow. Ủa, đâu phải tần lộc đâu, Rudo. Về đây là một hộp bốc thăm đá quý may mắn. Coi thử là có hơi nông nha. Ủa này, ấm bên lai cho anh 77 kim cương đi. 7 kim cương, ấm bên lai xin mừng. Ở đây tiếng kim cương, mày này bị béo thiệt hả chứ. Và một quý thời riêng carbon. Quế, bê, chậu cây. Không, cái này bỏ đi, hầm tò mò. Rồi, gói sản phẩm đây ha mọi người. 5 kim cương, một kẹp vịt tiết, một bình phun tiết, và một băng đô ít mát nha mọi người. Ê, ủa này, cái đồ nội thất kia là cái pháo à? Đúng rồi. Ừ, cái máy tiết lớn. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy hai cái món mà hồi nãy là mình đã mua cái gói kia cho mấy bạn xem. Đây, đầu tiên là một cái bình phun tiết nha. Ủa này ơi, nè. Ơi. Wow. Ê, cái này chơi vui nha. Ây da. Ủa này sẽ thử anh này. Thôi chịu ơi. Thịt lên đầu luôn. Bên này hay nha mọi người. Tiếp đến là một cái kẹp. Kẹp con vịt. Đúng rồi, kẹp con vịt. Không biết là cái này nè. Ủa. Ủa cái này kẹp ra con vịt luôn à. Đúng rồi nè. Ủa gì hay vậy trời. Sao mà nó tan ra. Anh có biết điều đặc biệt của cái kẹp vịt này là gì không? Là cái gì? Mình không có tốn tiền sửa nó. Gì không tốn tiền à? Từ từ để anh xem lại. Như là cái bình phun tuyết đúng không? Là chúng ta sẽ có là 50/50. Mà cái kẹp vịt này không có nha mọi người. Vậy là nó free chơi luôn. Wow. Thì mình thấy là cái gối này với giá là 49.000 cũng hợp lý. Vì thế là mình sẽ tặng cái gối đó cho mọi người nha. Thì những ai mà muốn tham gia thì đầu tiên là phải bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là cái gói này nó nằm trong cửa hàng, bắt buộc là mấy bạn phải vô cài đặt, mấy bạn sao chép ID lại. Rồi mấy bạn bình luận vô giúp mình luôn nha. Thì ngày mai là mình sẽ chọn cho mấy bạn may mắn nhất để mình tặng giải. Ủa đâu đâu đâu. Ủa cái gì vậy trời. Ủa nè, ủa nè, thấy không, thấy bạn kia cầm cái cọng dây dắt con chó không? Thấy thấy. Ủa sao nó dài vậy? Ủa sao được thế, hay trời. Ủa. Ủa đến đi hỏi. Ủa này hỏi nha, bây giờ anh sẽ vô trong cửa hàng kia anh tìm hiểu thử. Không được rồi, kiểu này là không được rồi. Sao nó có nhiều cái mới dữ vậy trời. Ủa này cố gắng hỏi nha, để anh vô anh kiếm trước cho. Ok. Ở đây là có một cái NPC gì nè, đồng hành. Hãy dọn phân ở nhiều nơi trong thiên đường thôi chịu vậy. Tự nhiên vô bắt tôi dọn phân trời. À mình thấy có một cục nè, bắt luôn. Hai cục, hai cục, thôi chịu rồi. Đây 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 đây, cục thứ tư. Rồi, chỉ còn một cục duy nhất nữa thôi. Không biết là làm xong cái nhiệm vụ này là có nhận được cái gì hay không nữa. Bây giờ mình sẽ làm mình chạy nhiệm vụ nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đồng hành. Đây, chạy nhiệm vụ nè. Wow, chúng ta chỉ nhận được là 300 đường sao thôi. Ủa cái gì vậy trời. Bạn đã nói là ở chỗ bán thú cưng. Bán thú cưng à? Ừ. Vậy là phía bên này. Ồ đúng rồi, Uni ơi, dắt chó đi dạo nè. Ok, cái đến mình vô liền. Vô liền nha. 24 kim cương, 3.000 tiền sao. 3.000 tiền sao. Có một cái 1.200 tiền sao nữa nè mọi người. Thôi mình sẽ mua thử là 3.000 tiền sao đây. Để mình test cho mấy bạn xem đây. Bây giờ làm sao để dắt Uni? Mình lấy con bé ra thử. Đây anh có cọng dây rồi nè. Ờ để mình vô túi mình lấy con bé ra nha. Từ 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 từ. Để anh lấy cái con khổng lồ ra. Đấy. Ủa nè nè. Ủa sao em dắt con vua thúi. Nè nè nè. Anh dắt con khổng lồ. Ui. Ui nó kéo dài luôn kìa. Ui sao nó dài vậy. Ui nó chạy theo. Ui. Ôi chịu ơi. Này là không sợ lạc. Thì mọi người mà muốn mua cái dây thú cưng đó thì mọi người có thể vô đây mọi người mua nha. Đây nè, chỗ đây nha. Ok. Thì Lê Anh Uni ơi, đẹp quá trời đẹp. Okay. Luôn nè. Khu camping lần này nó lung linh lắm nha. Tà màu quá à. Ôi ôi, nó sáng chân luôn kìa. Ôi. Ừ, đặc biệt là cây hộ mệnh nha. Lần này nhà phát hành rất là chăm chút cho cái cây hộ mệnh này luôn. Cây hộ mệnh có tuyết. Phía bên chỗ cái cầu này là chúng ta sẽ có là một những cái thanh hàng rào nha mọi người, phát sáng luôn kìa. Ê Uni, anh thấy trên cây hộ mệnh nó có cái chuông gì kìa. Cái chuông Noel. À, để treo lên đó. Đẹp ha. Đúng đúng. Anh nghĩ sẽ ở đây luôn. Anh đi đi, bye bye. Hình như anh nhớ năm trước là ở đây nó đóng băng đúng không? Đúng đúng đúng. Ủa sao lần này nó không đóng băng ta? Bây giờ là mình sẽ lên trong chỗ ông chế tạo biết xem thử là có cái gì mới không nha mọi người. Chắc là mấy bạn sắp tới là sẽ vô đây hơi bị nhiều luôn á. Ừ thì trong này nó cũng như vậy rồi anh này ơi. Ui anh nhìn cái đường đi nè. Ồ đúng. Trời cái kiểu này mày chụp hình là hết bài luôn ô này. Trời ơi em thấy vô cây hồ mỡ ở trên đầu nó có cái đèn phát sáng kìa. Wow. À nãy giờ mình quên một điều là bây giờ mình sẽ vô cửa hàng mình xem thử là cái hộp bốc thăm mới. Đây ha mọi người, bốc thăm lễ hội ánh sáng ấm áp. Đây chúng ta chỉ có là một hộp duy nhất là hộp mới thôi nha. Hiện tại là mình đang có hai quý này, bây giờ là mình sẽ mở thử hai quý đi. Biết đâu đây khinh khí cầu thì sao. Mở. Ui. Ui anh mở ra được cái gì nè ô này. Dây cờ ánh sao lễ hội nền tím luôn nha. Hình như là mình thấy sai sai mọi người. Đây là khinh khí cầu đúng không? Nhưng mà mình thấy còn một món còn đẹp hơn khinh khí cầu nữa. Đó chính là cái cánh này. Nó phát sáng luôn anh này. Ấm mày lè, ấm mày lè. Ờ mở nè. Cái cánh. Ờ. Ghê chăng hồi nãy luôn.
Thì clip của ngày hôm nay là mình sẽ không mở hộp nha. Mình sẽ đỡ ngày mai mình sẽ nạp nhiều nhiều tí, rồi mình sẽ mở cho mấy bạn xem cho đã. Lỡ review rồi nên là mình sẽ đi hết tất cả các khu ở trong game này luôn nha mọi người. Đây là bên khu trung tâm nè. Thì mình thấy là khu trung tâm lần này là nó cũng hơi sao Unity. Unity thấy sao? Nó lấp lánh. Ừ, nó lấp lánh quá trời luôn. Bây giờ là mình sẽ bay lên mình để tổng quan cho mấy bạn xem. Đây mọi người thấy nó rộng không? Đó. Wow, khách sạn cũng có, bên đây là cũng có. Hình như là mỗi chỗ ngôi nhà là nhà phát hành sẽ bỏ mỗi món khác nhau á. Nên là nhà phát hành là thấy là cũng hơi bị chăm chút cho cái bên khu trung tâm này. Bây giờ là mình sẽ tới nơi cuối cùng, đó chính là khu nhà. Rồi mình sẽ đi mở biết cho mấy bạn xem nha. Không biết là khu nhà có cái gì nổi trội hơn không. Wow, ui, có một thùng quà thiệt to luôn kìa ông này. Wow. Nếu mà chơi game vào Noel đó nha, buổi tối sẽ là buổi đẹp nhất. Đúng không ông này? Noel là buổi tối đẹp nhất rồi. Buổi nào cũng đẹp hết. À, buổi nào cũng đẹp hết. Ok. Bởi gì vậy? Đi đâu cũng bị ông chích rồi mũi chích không mà chạy. Rồi bây giờ là mình sẽ về nhà mình mở bí cho mấy bạn xem. Có khi Rabbit thím thì sao ha? Về nhà mình đặt nội thất ra mình mới nhớ. Đây. Ui, cái cổng này nó cao nha. Wow, hai cái mình sẽ bỏ tạm đây đi. Còn cái đây là cái nội thất hồi nãy trong gói mình mua nè. Cái này thì lát nữa để sau luôn. Bây giờ là chúng ta chỉ chăm chú vào công việc chính thôi. Bây giờ là mình sẽ bỏ những cái lồng bếp ra nè. Rồi mình sẽ đặt bếp lên rồi mình sẽ nuôi nó lớn. Trứng gâu gâu mình không biết là có nhiều hay không nữa. Trứng meo meo là có 4 trứng nè. Gâu gâu thì có 3 trứng rồi. Này ơi, xong rồi. Không sao đâu, 3 trứng đó ra được. Ê, trứng này còn có 5 điểm nữa là lên level nè, nó sẽ nở nè. Ông này vô nhà anh đi, vô mở trứng này ông này. Bây giờ là mình sẽ cho nó uống sữa. Đó. Rồi mình sẽ bấm cho nó giãn 30 phút luôn là nó sẽ nở. Ủa sao cái mặt của này vậy? Chăm cho nó. Rồi bây giờ là mình sẽ mở thêm cái trứng này nữa. Là mình sẽ dùng cái này nha. Cho nó lên level 5 luôn. Đọc level max trước. Đó. Hiện tại là 3 cái trứng này là mình đã chăm xong hết rồi nha. Bây giờ Unity muốn mở cái trứng nào trước? Này muốn mở cái trứng này. Trứng đơn lẻ đúng không? Đúng. Được thôi, cứ thử là Unity có phù hộ cho anh Ray kia con bé gì hiếm hay không. Rồi chuẩn bị nở này Unity. Quỷ. Gâu 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 gâu. Rồi xong luôn. Gâu gâu. Chó ông già. Chịu vậy. Bên này mày mở xui, mày chọn xui dưới trời. Tới anh nha, anh sẽ chọn cái quả trứng này. Nè, nó cộng 50 trái tim luôn kìa. Đấy. Biết thiêm. Wow. Chó bào phép. Rồi còn cái cuối cùng mà ông này. Không, cái cuối cùng mở không ra là buồn luôn á. Cái cuối cùng cho mấy bạn đi. Ờ, cái cuối cùng thì cho mọi người nha. Dành cho những bạn mà đang xem. Ra cái gì đây? Ừ. Wow. Chó bít tròn hết dịu rồi. Vậy là mất con chó rồi á. Ủa cái này nè, cái này phun được không? Ui. Wow. Ui vậy là nó phun hoà luôn à. Mới lạnh. Mới lạnh thôi chịu rồi. Cái bảng điểm danh trong sự kiện là chúng ta sẽ có hai bảng nha. Đầu tiên là bảng điểm danh mùa đông nè. Còn trên đây là bảng điểm danh gâu gâu ảnh ảnh. Đó, ngày đầu tiên là sẽ được 1.000 năm từ sau. Ủa, hình như đây là cái đồ thức ăn mới nè mọi người. Thuốc bổ thuốc cân. Ngày thứ 3 là 10 kim cương. Ngày thứ 4 là một vé bốc thăm chủ đề. Ngày thứ 5 là 20 kim cương. Ngày thứ 6 là cũng là một vé tiếp. Và ngày thứ 7 là chúng ta sẽ có một cái băng đô. Còn ở dưới đây là hình như là một cái nhiệm vụ. Để mình xem thử nha. Đầu tiên á, hộp đầu tiên là chúng ta sẽ có là một quả trứng gâu gâu nè. Và một thuốc bổ thuốc cân. Còn hộp thứ 2 là chúng ta sẽ nhận được là một đôi giày cao cổ gâu gâu và 10 viên đá quý. Hộp cuối cùng là chúng ta sẽ có nguyên một cái bộ đồ nha mọi người. Thì mấy cái nhiệm vụ này là mình thấy nó cũng dễ thôi mọi người. Như là cái nhiệm vụ đây là hãy cho thuốc cưng của bạn uống thuốc bổ. Ok, thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha. Thì hôm nay là mình chỉ vô mình xem tới là bản cập nhật của chúng ta có cái gì. Thì ngày mai là những bạn nào mà kiểu như là thích làm nhiệm vụ á, là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nhiệm vụ. Còn những bạn nào mà thích mở hộp là ngày mai là mình sẽ mở hộp nha. Quay chắc chắn rồi, cái con chó này nhất định là mình phải có một con. Ở có là phải nạp rồi chứ giờ sao mọi người giờ mở trứng gâu gâu mà nó toàn ra mấy con này không à. Nói chung là cũng hên xui lắm. Nói chung là nạp một phát đi cho nó có luôn. Đợi clip của mình nhé. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Máy yêu. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo.